OK, xin chào các anh chị khách hàng yêu quý của Belo, và tiếp tục trong buổi chiều ngày hôm nay thì Belo sẽ cùng với các anh chị chúng ta mở hộp một phiên bản mới nữa cho dòng Panther de Cartier, và chúng ta sẽ có được cái đầu mã là CT0281O 004. Và trong video clip trước thì Belo cũng đã đập hộp cho các anh chị xem cái phiên bản CT0281O phối màu 003 rồi. Chúng ta sẽ đã có được video clip đập hộp cho cái hoàn thiện mạ vàng gold rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ có thêm cái phiên bản này, chúng ta sẽ được hoàn thiện mạ vàng trắng, và hay là còn gọi là bạch kim. Thì đây sẽ là một cái phối màu mang đến một cái sự trẻ trung hơn khi mà các anh chị chúng ta đang tìm kiếm những cái phiên bản kính Cartier đem lại cái vẻ ngoài trẻ trung, và đặc biệt là nó rất là sáng khuôn mặt khi mà đeo, thì chúng ta không thể bỏ qua được cái phiên bản CT0281O 004 này. Nó được mạ màu vàng trắng bạch kim rất là đẹp. Và khi mà chúng ta tìm kiếm cái sự sang trọng để chúng ta đeo lên khuôn mặt mình, thì chúng ta có thể cân nhắc những cái phiên bản mạ màu vàng gold. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta muốn có những cái phiên bản mà nó sẽ giúp làm sáng khuôn mặt của chúng ta nhất, thì chúng ta nên cân nhắc cái phiên bản phối màu mạ vàng trắng rất là đẹp. Và với CT0281O này thì chúng ta sẽ có cái kiểu đóng hộp cũng hoàn toàn tương đồng với cả những cái phiên bản kính Cartier thông thường mà Belo vẫn đập hộp cho các anh chị xem. Chúng ta vẫn sẽ có những cái phụ kiện như là mô tả kỹ thuật này của mắt kính này, và chúng ta sẽ có con bịt đầu ốc này. Ở đây chúng ta là mạ vàng trắng, do đó là con bịt đầu ốc của chúng ta cũng sẽ được mạ vàng trắng màu vàng vàng, thì chúng ta sẽ có con bịt đầu ốc màu vàng vàng. Và ở đây chúng ta sẽ có khăn lau kính Cartier này với logo Cartier dập chìm, không hề quá kiểu cách nhưng mà nó sẽ cực kỳ là sang trọng và hữu dụng. Chúng ta vẫn sẽ có đầy đủ sách của nhà sản xuất này, và chúng ta có được cái sách bảo hành này, thì khi mà các anh chị chúng ta mua sắm tại Belo thì Belo cũng sẽ vào tên các anh chị vào đây và đóng dấu đỏ của Belo ở đây, thì nó sẽ giúp cho các anh chị nhận được đầy đủ những cái chế độ bảo hành của Cartier chính thức ở trên toàn cầu. Rồi, một chiếc hộp rất là gọn nhẹ mà Cartier trang bị cho CT0281, và các anh chị đã thấy là hộp nó cũng cao cấp luôn. Thế anh chị có thể nghe thấy những cái tiếng đó mà khi mà Belo đóng hộp vào, nó rất là đơn giản. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta đóng hộp vào, chúng ta cũng cảm thấy nó rất là thích thú, và mọi thứ nó diễn ra một cách rất là nuột nà. Từ những cái chi tiết nhỏ thôi thì đều được Cartier họ chăm chút. Vâng, và xin chào các anh chị với CT0281O phối màu 004. Và cái CT0281O này thì nó sẽ có mức giá niêm yết chung cho phối màu vàng vàng và vàng trắng là 31.800.000 đồng. Thì chúng ta sẽ có phối màu vàng vàng là mã 003, còn phối màu vàng trắng của chúng ta là mã 004. Thì tương tự như cái phối màu vàng vàng mà Belo đã đập hộp cho các anh chị xem, thì chúng ta vẫn sẽ có được cái kiểu thiết kế gọng đầu báo, mà ở đây thì chúng ta sẽ có được một cái gọng đầu báo kiểu cách hơn so với cả những cái phiên bản đầu báo rất là quen thuộc với các anh chị yêu thích kính Cartier, như là CT0058 hay là chúng ta sẽ có là CT0061. Thì với những cái gọng đó thì chúng ta sẽ có đầu báo thôi, và nó sẽ dính liền vào cái phần gối kính luôn. Tuy nhiên thì ở cái phiên bản CT0281 này thì chúng ta sẽ có được cái thêm chân của con báo nữa, nó sẽ tạo cho chúng ta được một cái kiểu càng kính rất kiểu cách, rất đẹp. Và nó với cái thiết kế này thì chúng ta có thể sử dụng cho cả nam và nữ. Thì với các anh nam thì chúng ta có thể sử dụng dáng mắt mà được Cartier trang bị cho chúng ta luôn. Còn với các chị nữ thì chúng ta hoàn toàn có thể đổi sang được những cái dáng mắt chuồn hay là những cái dáng mắt tròn rất là đẹp, mà Belo cũng sẽ show cho các anh chị thực tế những cái dáng mắt mà phù hợp cho các anh chị khi mà chúng ta là nam hay là chúng ta là nữ, và chúng ta mặt to hay là chúng ta mặt nhỏ. Thì khi mà các anh chị đến trực tiếp Belo Lê Thái Tổ ở Belo Nguyễn Trãi tại thành phố Hồ Chí Minh, thì Belo cũng sẽ tư vấn cho các anh chị đầy đủ những cái dáng mắt nào, những cái cỡ mắt nào mà phù hợp nhất với cả khuôn mặt của anh chị đó. Và ở cái phần đầu báo này thì với việc là một nhà chế tác trang sức của Pháp, hoàng gia Pháp, thì các anh chị đã thấy là những cái đầu báo được đính ở trên những cái gọng kính Cartier này thì nó có một cái độ hoàn thiện có thể nói là vô cùng và tuyệt vời đó. Từng cái đường nét rất là nhỏ thôi nhưng mà nó vô cùng và sắc nét, và với một cái thiết kế nó rất là thẩm mỹ. Và các anh chị đã thấy là nhìn cái gọng kính này nó như là một bước nhảy của con báo ấy, rất đẹp, rất sang trọng. Và con báo cũng là một cái gọi là linh vật biểu tượng của Cartier, đem lại cái sự quyền quý và sang trọng cho chủ nhân khi mà đeo. Thì
Với những cái thông tin ở bên phía càng trái thì chúng ta sẽ có được cái số serial number của riêng chiếc kính này, nó là A32F1364, F13G4. Thì cái serial number này chỉ có riêng ở trên chiếc kính này mà thôi. Đó, và chúng ta có con triện chữ C của Cartier. Đây chứng thực đây là sản phẩm chính hãng này, Cartier này. Và chúng ta sẽ có là càng 145 này. Ở phần phía bên càng phải thì chúng ta sẽ có những cái thông tin khác như là Made in France, là được sản xuất tại Pháp này, và chúng ta sẽ đạt tiêu chuẩn chất lượng châu Âu CE này, và chúng ta có đầu đầu mã của nó sẽ là CT0281O004. Thì cái càng phải này thì chiếc kính nào của Cartier CT0281O004 thì nó đều giống nhau. Tuy nhiên thì ở phần càng trái này thì nó sẽ luôn luôn khác nhau với số serial number khác nhau. Phần ve kính của CT0281O004 thì chúng ta vẫn được trang bị cái phần ve truyền thống với ve trong và logo hai chữ C lồng vào nhau biểu tượng của Cartier thì được trang bị ở phần thân ve này, rất là đẹp này. Và chúng ta sẽ có được cái càng cái cầu kính này, nó sẽ là cầu 18 này. Đó, và mắt của nhà sản xuất thiết kế sẵn cho chúng ta 56. Thì với việc là một cái thiết kế kính gọng khoan, cái kiểu kính gọng khoan, do đó là chúng ta có thể tùy biến chúng ta tăng giảm được cái bề ngang của mắt kính, thì tùy vào từng khuôn mặt của anh chị thì Velo sẽ tư vấn cho các anh chị chúng ta nên giữ nguyên hay là chúng ta có thể giảm đi nó xuống còn 54 để giúp cho các anh chị chúng ta đeo một cách thoải mái hơn. Và ngoài ra nữa thì với những cái phiên bản kính Cartier này thì các anh chị cũng chúng ta cũng có thể thỏa sức chúng ta lắp những cái tròng kính đa tròng vào đây, thì với việc là thiết kế mắt gốc của chúng ta nó sẽ rơi vào chiều cao lắp nó sẽ rơi vào khoảng tầm 36. Thì khi mà các anh chị chúng ta lắp kính đa tròng thì để cho nó thẩm mỹ hơn nữa thì chúng ta có thể giảm bề ngang xuống là 54 và chúng ta tăng cái chiều cao lắp này lên nó khoảng là 38 thì nó sẽ tạo ra cho chúng ta được một cái góc một cái dáng tròng kính cực kỳ phù hợp để các anh chị chúng ta có thể lắp kính đa tròng ở trên Cartier. Và ngoài ra thì khi mà các anh chị mua cái phiên bản kính CT0281O004 này tại Belo, chúng ta có mức giá niêm yết là 31 triệu 800 nghìn đồng và Belo cũng sẽ tặng kèm cho các anh chị một cặp tròng kính chống vỡ để chuyên dụng để chúng ta lắp gọng khoan và với vật liệu là polycarbonate với chiết xuất là 1.59 ASEWE, siêu nhẹ và cực kỳ cứng và nó chuyên dụng để cho lắp kính gọng khoan. Và đây sẽ là một cái cặp tròng kính rất là giá trị với mức giá bán lẻ lên đến 5 triệu 738 nghìn một cặp, và Belo sẽ tặng kèm cho các anh chị khi mà chúng ta mua sắm những cái phiên bản kính gọng khoan Cartier tại Belo. Thì với cái kính đổi màu này thì khi mà chúng ta lắp lên CT0281O004 này hoặc cả những cái phiên bản kính Cartier khác thì các anh chị sẽ có được một cái cặp kính rất là đa dụng, nó sẽ trong suốt trong nhà để giúp cho các anh chị chúng ta có thể thoải mái chúng ta làm việc, chúng ta đọc sách, chúng ta làm việc với máy tính, nó cũng sẽ có những cái khả năng chống ánh sáng xanh, chống tia UV, và đặc biệt thì khi mà các anh chị đi ra ngoài trời tiếp xúc với cả ánh sáng mặt trời bao gồm cả tia UV thì chúng ta sẽ thấy là tròng kính nó sẽ đổi màu, nó rất rất là sậm và nó sẽ giúp cho các anh chị chúng ta thay thế được cả những cái phiên bản kính râm. Thì khi mà chúng ta mua sắm những cái phiên bản gọng kính Cartier tại Belo thì Belo tư vấn cho các anh chị chúng ta nên trang bị cho mình một cái đơn tròng, tức là tròng kính cận viễn loạn đổi màu chống vỡ, hoặc là chúng ta có thể lắp đa tròng đổi màu vào đây thì nó sẽ giúp cho chúng ta có được một cái tròng cặp tròng kính rất là phù hợp để giúp cho chúng ta có thể thoải mái chúng ta đeo liên tục cái phiên bản CT0281O rất đẹp và đẳng cấp như thế này. Rồi, và các anh chị hoàn toàn chúng ta có thể liên hệ trực tiếp đến các chuyên gia tư vấn của Belo với những thông tin mà Belo để ở trong phần mô tả của video clip này để chúng ta có thể nhận được sự tư vấn chuyên sâu cũng như là báo những cái mức giá ưu đãi dành riêng cho các anh chị và cũng như là tư vấn những cái tròng kính, loại tròng kính phù hợp nhất với cả khuôn mặt cũng như là nhu cầu, thói quen của các anh chị. Và khi mà các anh chị mua những phiên bản kính Cartier tại Belo thì các anh chị sẽ nhận được đầy đủ tất cả những cái bộ phụ kiện mà như Belo vừa đập hộp cho các anh chị xem. Và ngoài ra thì toàn bộ những cái phiên bản kính Cartier tại Belo thì đều là những sản phẩm chính hãng và phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam. Do đó là các anh chị có nhu cầu xuất hóa đơn đỏ thì chúng ta đều yên tâm là chúng ta đều được xuất hóa đơn đỏ một cách bình thường. Đó, các anh chị chỉ cần cung cấp những cái thông tin về công ty, mã số thuế hay là chúng ta đơn giản chúng ta chỉ cần cung cấp họ tên, số điện thoại của chúng ta thôi thì Belo cũng đều xuất hóa đơn đỏ cho tất cả những cái phiên bản kính Cartier bán ra tại Belo. Rồi, và rất là cảm ơn sự theo dõi của các anh chị trong video clip ngày hôm nay. Và một video clip đập hộp nhanh phiên bản CT0281O
phối 1004, mạ vàng trắng rất là đẹp và phù hợp cho cả nam lẫn nữ. Và phiên bản này đã có mặt trực tiếp tại Belo Lê Thái Tổ, số 46 Lê Thái Tổ, bờ Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, và Belo Nguyễn Trãi, số 100 Nguyễn Trãi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Và các anh chị có thể đến trực tiếp hai địa điểm này để chúng ta tham khảo phiên bản CT0281 cũng như là hàng trăm phiên bản Cartier khác tại Belo. Ngoài ra thì Belo cũng sẽ có cung cấp đầy đủ những cái dịch vụ đo thị lực và mài lắp kính lấy ngay nhanh chóng tại Belo Lê Thái Tổ, và rất mong gặp được trực tiếp các anh chị tại hai địa điểm này. Và rất cảm ơn sự theo dõi cũng như là ủng hộ các anh chị trong suốt thời gian qua, và rất mong sớm gặp lại các anh chị trong các video clip tiếp theo. Và Belo xin phép được kết thúc video clip ngày hôm nay tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.